Rồi, chị Đăng Nhung sẽ có một cái từ trong tiếng Anh. Bây giờ mình sẽ và lập luận từ cái khúc bên đây. Ở đây là hai cái từ. Từ thứ nhất thì mình sẽ có từ autonomous. Từ thứ hai mình sẽ có từ consistent. Và từ thứ ba mình sẽ có từ conventional. Rồi, như vậy ở đây mình đang có cái từ được gọi là autonomous. Autonomous. Thì đây thứ nhất chị Đăng Nhung sẽ có từ autonomous. Dạ rồi, autonomous có nghĩa là gọi là cái người này thì người ta quyết đoán và người ta chỉ phán đoán và đưa ra quyết định dựa vào bản thân của người ta, chứ người ta không bao giờ lắng nghe ai cả. Như vậy thứ nhất thì mình sẽ có cái từ được gọi là sự quyết định. Sự quyết định trong tiếng Anh, sự quyết định thì ở đây mình đang có cái từ được gọi là sự quyết định, là danh từ trong tiếng Anh. Thì mình sẽ có cái danh từ là decision, còn quyết định mà là động từ trong tiếng Anh mình sẽ có động từ là decide cho một cái action trong tiếng Anh. Và tiếp theo mình sẽ có một cái tính từ gọi là mình quyết đoán trong tiếng Anh, quyết đoán trong cái hành động, mình nói là mình quyết đoán và mình làm liền chứ mình không có để chần chừ. Thì người ta sẽ có một cái tính chất trong tiếng Anh là quyết đoán là decisive, decisive. Như vậy autonomous có nghĩa là cái người mà người ta lắng nghe, người ta không bao giờ lắng nghe những người khác. Thì ở đây bây giờ mình ráp như thế nào? Ở đây thì mình sẽ có 1 2 3 4. Đây là bốn từ đầu tiên: autonomous, decision, decisive, decisive. Ba từ một à, sorry, bốn từ 1 2 3 4 ở đây. Như vậy là bây giờ bắt đầu mình sẽ tập lấy lại căn bản và nâng cấp lên dựa trên chữ đầu tiên là autonomous. Autonomous. Okay, the first one. Như vậy ở đây là bắt đầu làm có thể nói rằng là khi tôi đưa ra quyết định, tôi sẽ xem xét kỹ cái quyết định của tôi, sorry. Mình sẽ có từ xem xét và từ cân nhắc trong tiếng Anh. Thì chị đang nhung còn nhớ từ xem xét và cân nhắc là gì không? Consider. That's very good. Consider. Vì khi mình muốn nói là cái hành động của mình á, nó làm như thế nào, hành động của mình nó làm như thế nào, thì mình phải tìm bằng được cái tính từ thêm ly và cộng cho cái action verb trong tiếng Anh. Thì mình đang có một cái tính từ được gọi là cái tính từ được gọi là kỹ lưỡng hoặc là cẩn thận trong tiếng Anh. Là mình đang có một cái tính từ là từ careful. Careful là tính từ kỹ lưỡng và cẩn thận. Thì ở đây người ta cần ráp là xem xét kỹ lưỡng, thì chị ráp như thế nào trong tiếng Anh là xem xét kỹ lưỡng. Carefully consider. Yeah, xem kỹ lưỡng. Nhưng mà sẽ có một cái động từ trong tiếng Anh được gọi là carefully consider. Như vậy tôi phải xem xét kỹ lưỡng, tôi phải xem xét kỹ lưỡng sự quyết định của tôi. Thì mình ráp như thế nào trong tiếng Anh, Miss Daniel? I must carefully consider before mình quyết định trong tiếng Anh thì mình sẽ dùng từ decide. Mình sẽ có một cái hành động là decide trong tiếng Anh. Mình quyết định mà muốn nói ra là quyết định làm cái gì đó thì sẽ thêm từ to trong tiếng Anh. Như vậy trước khi tôi quyết định từ bỏ, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng. Thì ở đây mình sẽ có cái từ từ bỏ trong tiếng Anh, thì bạn Linh còn nhớ từ từ bỏ là gì không Linh? Linh em còn nhớ từ từ bỏ là gì không Linh? Nhi thì em còn nhớ không Nhi? Mình sẽ có một cái từ từ bỏ trong tiếng Anh là từ yes, give up. Chính xác, give up. Như vậy trước khi tôi từ bỏ, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng. Quyết định, trước khi tôi từ bỏ, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng. Thì mình rap như thế nào đây Nhi? Before Yes, before I give up. I carefully consider. Very good. I carefully consider. Chính xác. Before I give up, I carefully consider. Rồi tiếp theo, khi tôi xem xét kỹ lưỡng, tôi sẽ không hối hận. Thì mình có cái từ hối hận trong tiếng Anh là từ gì ạ? Hối hận thì mình sẽ có động từ là regret trong tiếng Anh. Regret. Nếu mà mình hối hận cho cái việc mình đã làm, hối hận việc đã làm, thì trước đây mình có học một cái cấu trúc ngữ pháp được gọi là regret, sẽ cộng được một cái động từ nó thêm ing là mình hối hận mình việc đã làm.
còn hối hận cái việc mà chưa làm mà đã cảm thấy hối hận rồi. Có nghĩa là hối hận việc sắp làm, thì mình sẽ có một cái cách nói được gọi là regret to, sẽ cộng cho một cái action trong tiếng Anh. Như vậy ở đây tôi hối hận tham gia, tôi hối hận đã tham gia cuộc họp. Thì ở đây mình đang có cái từ tham gia, thì Linh còn nhớ từ tham gia là gì không? Join, very good. Hoặc là mình sẽ dùng từ attend, từ participate, từ take part. Thì ở đây bắt đầu mình sẽ khai thác những cái cách ráp, là bắt đầu mình thay phiên tuần tự nhau để mở rộng cái biểu đồ tư duy này. Rồi như vậy tôi hối hận đã tham gia cuộc họp này, thì Linh ráp như thế nào Linh? Yeah. I prefer join this meeting. Yes, I regret joining this meeting. Very good. Như vậy, very good. Tôi hối hận đã tham gia cuộc họp này. Điều này có nghĩa là tôi không có quyết đoán. Thì ở đây chị Đăng Nhung có cái cách nói được gọi là điều này có nghĩa là, chị Đăng Nhung đã học cái này rồi, thì chị Đăng Nhung còn nhớ cái từ mà điều này có nghĩa là gì cho tiếng Anh không? Điều này có nghĩa là quick. Nhớ. Mình sẽ có một cái từ được gọi là có nghĩa trong tiếng Anh. Có nghĩa là gì á? Thì mình cái này không phải là danh từ theo tiếng Việt của mình, nhưng mà cái cụm mà có nghĩa là, đó là một cái hành động trong tiếng Anh. Mình sẽ dùng từ mean trong tiếng Anh. Mean được gọi là có nghĩa là. Như vậy điều này trong tiếng Anh, mình sẽ có từ điều này, mình sẽ dùng từ cái từ ảo của điều này có nghĩa là, người ta sẽ dùng từ this nếu mà tắt hai câu ra. Như vậy ở đây mình sẽ có cách nói được gọi là điều này là this means, được gọi là một câu khác luôn, chứ không có nối câu tiếng Anh, hai cái câu nói với nhau. Như vậy ở đây mình có thể nói rằng là tôi hối hận đã tham gia buổi họp. Điều này có nghĩa là tôi không quyết đoán. Như vậy mình có cái từ được gọi là không quyết đoán trong tiếng Anh. Quyết đoán thì chị Đăng Nhung sẽ có được cái từ được gọi là decisive, gọi là quyết đoán. Decisive là quyết đoán trong tiếng Anh. Còn không quyết đoán thì mình sẽ dùng từ là indecisive. Như vậy ở đây mình có thể nói rằng là tôi hối hận vì đã tham gia cuộc họp này. Điều này có nghĩa là tôi không quyết đoán, thì chị nói như thế này: tôi hối hận việc đã tham gia cuộc họp này. Điều này có nghĩa là tôi không quyết đoán. I regret attending this meeting. It means I is indecisive. Yes, very good. I regret joining this meeting. This means I am indecisive. Mình sẽ có cách nói được gọi tắt hai câu ra, thì người ta sẽ dùng từ được gọi là this means trong tiếng Anh. This means. Như vậy ở đây mình có cách nói thứ hai: tôi hối hận sắp sửa tham gia một chương trình. Điều này có nghĩa là tôi chưa đưa ra quyết định. Thì ở đây chỉ có cách nói được gọi là mình hối hận tham gia một cái chương trình gì đó, mình sắp sửa thôi, nhưng mà mình chưa cứ đưa ra quyết định. Thì mình sẽ có cái từ chưa trong tiếng Anh. Khi mà mình nói là mình chưa hành động cái gì á, mình chưa có hành động cái gì, thì cách nói là rất là dễ. Mình sẽ sử dụng I, will, you, they. Mình chỉ cần dùng là từ trong trong tiếng Anh, từ trong, và sau đó là một cái action, và cuối câu mình sẽ sử dụng từ yet, hoặc là he, she, it, doesn't, và cộng cho action, và cuối câu mình sẽ sử dụng từ yet. Thì mặc định cái câu này nó sẽ chuyển hóa thành cái nghĩa là chưa làm, chứ không phải là không làm. Nếu không có từ yet thì có nghĩa là không, mà có từ yet vào thì nó sẽ có nghĩa là chưa làm trong tiếng Anh. Như vậy chưa làm thì từ yet sẽ đứng ở cuối câu trong tiếng Anh. Thì ở đây mình có thể nói rằng là tôi chưa, ví dụ như là tôi chưa xem xét kế hoạch của tôi. Thì chị đang nhung giáp như thế nào? Tôi chưa xem xét kế hoạch của tôi. I don't consider my plans yet. Yes, very good. I don't consider my plan yet. Okay, I don't consider, okay, this one.
I don't consider my plan yet. Rồi tiếp theo, khi tôi không có, khi tôi chưa cân nhắc kế hoạch của tôi sẽ đưa ra quyết định sai, hoặc là tôi quyết định sai. Thì mình sẽ có cái từ sai trong tiếng Anh là cái tính từ. Tính từ sai là gì? À, Linh còn nhớ không Linh? Tính từ sai là gì, em còn nhớ không? Sai, mình làm sai cái gì đó trong tiếng Anh ấy. Wrong. Wrong, very good. Như vậy ở đây tôi, người ta sẽ nói là không đưa ra quyết định sai. Như vậy đưa ra quyết định gì phải mình sẽ có cái từ gọi là đưa ra quyết định trong tiếng Anh. Make a decision, đây là gọi là đưa ra quyết định, đưa ra tiếng Anh. À, Linh, em rap được tiếp rồi Linh. Đưa ra quyết định sai thì em rap như thế nào trong tiếng Anh? Yes. Make a decision. Đưa ra wrong. Make a decision wrong. No. Decision. Cái gì mà kết thúc bằng đuôi ion trong tiếng Anh là danh từ. Và danh thì nó luôn luôn đứng đằng sau tính từ. Thì ở đây là make a wrong decision. Wrong là tính. Như vậy khi tôi đưa ra quyết định sai, tôi cảm thấy tôi không quyết đoán. Thì ở đây mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây, Linh? Khi tôi đưa ra quyết định sai, tôi cảm thấy tôi không quyết đoán. Yeah, when I make a wrong decision, yes. I feel I don't consider. Yeah. Mình có cái từ được gọi là quyết đoán trong tiếng Anh là gì, chị Đông Nhung còn nhớ cái gọi là cái tính đoán không? Decisive. Yeah. Y trong tiếng Anh là sẽ là âm I. Như vậy ở đây decisive. Khi mà đi ship là lúc nào cũng đọc là ship thôi. Như vậy tôi cảm thấy rằng tôi không quyết đoán thì em ráp cái cụm ở phía sau như thế nào đây? Rằng trong tiếng Anh là từ khác. Yes. Yes, I feel that I don't decisive. Yeah, khi mà nói về tính từ trong tiếng Anh thì lúc nào cũng phải sử dụng là am, is, are sẽ cộng cho tính từ. Còn am, is, are not sẽ cộng cho tính từ khi mình muốn nói không. Như vậy tôi cảm thấy rằng tôi không quyết đoán. I am not decisive. Decisive là tính từ chứ không phải là hành động trong tiếng Anh. Rồi tiếp theo ở đây, khi tôi không quyết đoán, tôi sẽ không cân nhắc quyết định của tôi. Thì bây giờ mình phải phân biệt được cái nào là hành động, cái nào là danh từ và cái nào là tính từ. Như vậy ở đây mình có cái từ quyết định mà là danh từ thì nó có nghĩa là cái sự quyết định của mình. Thì ở đây mình sẽ dùng từ decision. Còn mà mình nói là quyết định mà là hành động, là mình quyết định làm cái gì đó, thì mình sẽ có một cái động từ được gọi là decide to, sẽ cộng cho một cái action trong tiếng Anh. Rồi tiếp theo mình sẽ có cái từ được gọi là quyết đoán trong tiếng Anh. Quyết đoán là một cái tính cách, như vậy gọi là tính từ, thì người ta sẽ dùng từ decisive. Và trái nghĩa với quyết đoán thì người mình sẽ có là cái người mà hay lưỡng lự thì người ta không quyết đoán thì sẽ trái nghĩa với nó là undecisive. Rồi bây giờ bắt đầu mình chạy cái phản xạ cực nhanh. Rồi khi tôi không quyết đoán tôi sẽ đưa ra quyết định sai, thì chị đang nhung rác trước như thế nào? Khi tôi không quyết đoán tôi sẽ đưa ra quyết định sai. When I am undecisive, I will decide. Make a wrong decision. Yeah, decision. Chứ giờ thì mình cứ xài cái từ sai hoài là từ wrong. Wrong là tính từ trong tiếng Anh. Ngoài từ wrong ra thì mình sẽ có cái từ được gọi là hợp lệ. Cái gì mà hợp lệ có nghĩa là nó vừa phù hợp và nó vừa gọi là hợp tình hợp lý. Như vậy người ta vừa đánh mạnh về chữ phù hợp và đánh mạnh về cái chữ được gọi là hợp tình hợp lý trong tiếng Anh, thì mình sẽ dùng một từ là từ appropriate. Còn mình có cái từ được gọi là phù hợp trong tiếng Anh, đây là tính từ, thì mình sẽ dùng từ suitable. Chỉ là phù hợp thôi, phù hợp hay không phù hợp thôi, chứ không có nhấn mạnh là nó là hợp tình hợp lý. Như vậy không phù hợp thì mình sẽ tính trái nó là unsuitable. Appropriate, trái nghĩa có từ rất hay, inappropriate. Như vậy ở đây
khi tôi đưa ra quyết định không 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 hợp lệ, tôi cảm thấy khi tôi đưa ra quyết định không hợp lệ, tại vì tôi không cân nhắc kỹ, tôi không cân nhắc kỹ hành động của tôi, thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây Nhi Thị? Tôi đưa ra quyết định không hợp lệ. Yeah. When I make a decision. Yes. Quyết định không hợp lệ là gì Nhi Thị? Sẽ có từ quyết định không Very good. Cái từ này là việc viết như thế nào là anh đọc như thế, anh viết như thế nào là đọc y chang như tiếng Việt luôn. Inappropriate. Như vậy ở đây khi tôi đưa ra quyết định không hợp lệ thì em nói như thế nào? When I make a decision inappropriate. No, tính sẽ đặt trước danh. When I make an inappropriate decision. Điều này có nghĩa là tôi không cân nhắc kỹ lưỡng hành động của tôi. Điều này có nghĩa là một từ trong tiếng Anh là trước giờ người ta cứ xài là this means, đó là một câu nói của người ta. Như vậy điều này có nghĩa là tôi không cân nhắc kỹ lưỡng hành động của tôi, thì Nhi đáp như thế nào? This means I don't consider. Quyết định là gì nhỉ? Hành động của tôi là gì? Decision. I don't consider. Okay. My hành động là my action. Như vậy khi tôi không cân nhắc kỹ lưỡng hành động của tôi sẽ đưa ra quyết định không phù hợp. Thì ở đây Diễm Linh đáp như thế nào đây? Khi tôi không cân nhắc hành động của tôi sẽ đưa ra quyết định không phù hợp. When I don't consider my action. Tôi sẽ đưa ra quyết định không phù hợp. I will make a decide to đưa ra quyết định. Đưa ra là hành động, là make rồi. Người ta hỏi là I will make a decision. Yes, được. Đưa ra quyết định không phù hợp là gì? Tôi sẽ đưa ra quyết định không phù hợp. I will make a decision. Đưa ra quyết định không phù hợp. Không phù hợp. Unsustainable. Tính luôn đặt trước danh. Như vậy cái gì mà gọi là quyết định phù hợp, quyết định không phù hợp, nó sẽ luôn đặt trước danh. Unsustainable. Khi tôi đưa ra quyết định không phù hợp, tôi hối hận hành động của tôi, thì chị đang nhung rap như thế nào? Khi tôi đưa ra quyết định không phù hợp, tôi hối hận quyết định của tôi. When I make an inappropriate decision. Yes, tôi hối hận quyết định của tôi. Sau hối hận mà có cái từ quyết định là biết hối hận cái gì rồi, là chắc chắn 100% cái từ quyết định đứng sau hối hận sẽ là danh từ. Mình chỉ dịch theo nghĩa thôi là mình biết là mình cần sử dụng danh tính hay là động từ. Như vậy tôi hối hận quyết định của tôi thì chị nói như thế nào? Hối hận tiếng English. Regret. Yes. Yes. Như vậy tôi sẽ hối hận quyết định của tôi. Thì nói như thế nào? I will regret my decision. Yes, I will regret. Okay. My decision. Rồi tiếp theo là tôi hối hận việc đã quyết định là tham gia dự án này, thì mình sẽ có cái từ hối hận đã quyết định. Thì hồi nãy mình học là hối hận việc đã làm là verb in, còn hối hận mà việc sắp sửa là to verb trong tiếng Anh. Như vậy ở đây tôi hối hận việc đã quyết định thì mình chỉ nói như thế nào? Tôi hối hận việc đã quyết định tham gia dự án này, decide to cộng cho một cái action có nghĩa là mình quyết định làm cái gì đó.
thì chị nói như thế nào ạ? Tôi hối hận việc đã quyết định tham gia dự án này. I regret deciding to attend this project. Very good. Okay. Rồi tiếp theo, tôi hối hận việc sắp sửa đưa ra quyết định trong cuộc họp. Thì mình hối hận cái việc mình sắp sửa làm thì người ta sẽ dùng từ regret to. Như vậy việc sắp sửa làm cái gì đó thì mình sẽ dùng từ regret to. Như vậy tôi hối hận việc sắp sửa đưa ra quyết định trong cuộc họp thì Linh rap như thế nào đây Linh? Yes, I request to decide. Yeah, tôi hối hận việc sắp sửa đưa ra quyết định cuộc họp đưa ra quyết định bốn từ là make a decision. Yeah, trong cuộc họp là gì Linh? In the meeting, very good. Tôi hối hận việc đã đưa ra quyết định sai lầm thì Nhi rap như thế nào đây Nhi? Tôi hối hận việc đã đưa ra quyết định sai lầm, việc đã làm. I regret. Việc đã đưa ra quyết định sai lầm. Mình nói là quyết định việc đã làm thì sẽ regret, sẽ cộng cho verb in trong tiếng Anh. Thì tôi hối hận việc đã đưa ra quyết định sai lầm thì Nhi rap như thế nào? Making a wrong decision. Very good. Making a wrong decision. Rồi tiếp theo, tôi hối hận việc đã đưa ra quyết định không hợp lý. Thì chị đang nhung rap như thế nào? I request making an unsuitable decision. Yes, unsuitable decision. Rồi tôi là một người quyết đoán. Khi tôi quyết định, tôi sẽ không thay đổi quyết định của tôi. Thì khi mà mình nói là sẽ không thay đổi quyết định của tôi, thì mình biết ngay là sau cái từ thay đổi mà thay đổi cái gì. Thì chắc chắn là sau từ thay đổi sẽ sử dụng danh từ. Mình phải biết được cái nội dung của cái câu mình nói thì mình sẽ quyết định được là mình đang sử dụng danh tính đó. Thì ở đây mình sẽ có cách nói được gọi là tôi là một người quyết đoán. Thì ở đây nói về quyết đoán thì hồi nãy giờ mình học là từ decisive. Không, quyết đoán là tính từ indecisive trong tiếng Anh. Thì ở đây tôi là một người quyết đoán. Tính luôn luôn đứng trước danh, do đó thì lên rap như thế nào lên? Người quyết đoán. Yes. I am a decisive people. Yes, I am a decisive. I am a decisive person. Mình nói về người, là một con người thì sẽ đọc là person. Nói về người, nếu mà là nhiều người trong tiếng Anh thì mình chữ là people trong tiếng Anh. Như vậy ở đây, tôi là một người quyết đoán. I am a decisive person. Cô ấy là một người quyết đoán, cho nên khi cô ấy quyết định, cô ấy không thể nào quyết định của cô ấy thì chị đang nhung rap như thế nào ạ? Cô ấy là một người quyết đoán. She is a decisive person. Decisive person. Yes. Okay. Khi cô ấy quyết định, cô ấy không thay đổi quyết định của cô ấy. When she is decisive. Quyết định nè. Mình có cái từ cô ấy quyết định. Thì đọc lên cái chữ cô ấy mà cộng với cái từ quyết định là biết ngay là sau I, we, you, they. Như thế nào? When I decides. Yeah, when she decides. When she decides. Cô ấy thay đổi quyết định của cô ấy. She will don't change my her decision. Yes, she will not change her decision. Mình có thể sẽ là will. Như vậy suy ra thì mình sẽ có thể sẽ không thì mình đọc rõ là will not hoặc là mình sẽ đọc là won't trong tiếng Anh. Khi mình có một cái cấu trúc rất là hay là can, could, should, must, will, would, tất cả những từ này đứng sau đó thì động từ nguyên mẫu toàn bộ. Còn ở hiện tại khi mà nói thì hãy nhớ là I will use danh từ số nhiều thì sẽ động từ nguyên mẫu trong tiếng Anh.
động từ nguyên mẫu trong tiếng Anh. Còn mà he, she, it, hoặc là danh từ mà là một cái thì gọi là số ít, thì mình sẽ cộng cho được gọi là động từ luôn luôn có s ở phía sau. Rồi tiếp theo à, anh ấy là một người không quyết đoán, tại vì anh ấy luôn luôn thay đổi quyết định. Thì Linh nói như thế nào đây? Anh ấy là một người không quyết đoán, tại vì anh ấy luôn luôn thay đổi quyết định. Một người không quyết đoán, người không quyết đoán. Nên có cái danh sorry, cái tính từ quyết đoán là đây. Yes. He is an indecisive person. Yes, he is an indecisive person. Rồi, tại vì anh ấy luôn luôn thay đổi quyết định của anh ấy trong trong cuộc sống, thì mình nói như thế nào? Because he usually always. Yes, luôn luôn thay đổi quyết định trong cuộc sống. We change the design. Yeah. Khi mình từ thay đổi là đọc lên là biết ngay thay đổi là hành động rồi. Và mình phải hỏi là mình thay đổi làm sao, mình sau từ thay đổi mà mình có một cái động từ được, mình thay đổi cái gì? Thì là khi mà mình nói là thay đổi quyết định thì mình sẽ được quyết decision. Định nó là danh từ. Như vậy anh ấy luôn luôn thay đổi quyết định của anh ấy trong cuộc sống, thì mình rap như thế nào? He always change decisions. Yeah, trong cuộc sống. In his life. Yes, in his life. Khi mà mình đọc lên cái từ change, nó là một cái động từ rồi. Khi mà muốn thêm s vào thì mình hãy đọc là changes. Ở đây sẽ đọc là changes. Okay, changes. Là nó sẽ ra được cái âm đó. Và always luôn luôn có s ở phía sau. Thì đó mình sẽ đọc là always. Rồi, tôi không muốn trở nên quyết đoán, nhưng đây là tính cách của tôi. Thì chị Đăng Nhung đã học cái từ tính cách rồi, chị Đăng Nhung còn nhớ từ tính cách là gì không? Mình sẽ, ở đây nó sẽ có rất là nhiều âm là ở đây. Như vậy cái âm này mình đọc như thế nào, cái từ này mình đọc như thế nào? Characteristic. Yeah, characteristic. Như vậy mình sẽ phân ra characteristic. Okay, characteristic. Như vậy khi mà mình đọc không được thì mình sẽ phiên âm như thế này, nó sẽ dễ dàng và không mất thời gian. Characteristic. Như vậy tôi không muốn trở nên quyết đoán, tôi không muốn trở nên không quyết đoán, nhưng đây là tính cách của tôi. Thì cái chữ mà đây là cái từ thì là gì trong tiếng Anh à? Chị Đăng Nhung còn nhớ không? Thì là hoặc là chữ thì. Mình sẽ có ba chữ là is, are, được gọi là thì là. Như vậy, đây là tính cách của tôi. Tôi không thể thay đổi tính cách của tôi. Thì chị đang nhung rap như thế nào? This is my characteristic. Yes, characteristic. Characteristic. Very good. Tôi không thể thay đổi tính cách của tôi. Thì chị đang nhung rap như thế nào? I don't change. No, tôi không thể. Không thể. I cannot. Yes. I can. Yeah, thay đổi tính cách của tôi. Change my characteristics. Yes, I can change my characteristics. Rồi, tôi không muốn trở nên quyết đoán. Thì mà sẽ có từ trở nên trong tiếng Anh là gì, chị Daniel? Become. Very good. Nếu mà dịch là trở nên, thì sau từ trở nên mình sẽ sử dụng tính từ trong tiếng Anh. Còn nếu mà mình dịch là trở thành, thì sau chữ trở thành mình sẽ sử dụng danh từ trong tiếng Anh. Ví dụ tôi muốn trở thành ca sĩ, tôi muốn trở thành giáo viên, tôi muốn trở thành bác sĩ này nọ đi. Thì nếu mà dịch là trở thành thì mình sẽ dùng là danh từ ở phía sau. Như vậy tôi không muốn trở nên không quyết đoán, nhưng đây là tính cách của tôi. Thì Nhi rap như thế nào đây Nhi? I don't want to become. Tôi không muốn trở nên không quyết đoán. Indecisive. Yes, indecisive. Nhưng đây là tính cách của tôi. Thì chị thì Nhi nói như thế nào? But this is my character.
Characteristic. Characteristic. Tính cách của tôi ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của tôi. Thì chị Đăng Nhung còn nhớ từ ảnh hưởng là gì không chị Đăng Nhung? Ảnh hưởng. No. Impact. Đây là hành động trong tiếng Anh. Impact. Tiêu cực là gì? Tiêu cực mình sẽ có tính từ tiêu cực. Negative. Như vậy ở đây, tính mà muốn diễn tả cái hành động của mình nó làm như thế nào thì tính nó sẽ thêm ly vào. Thì ở đây là ảnh hưởng tiêu cực thì điểm linh ráp như thế nào để lên ảnh hưởng tiêu cực? Negative impact. Em đọc nhanh ghê mà sai luôn rồi. Negatively impact trong tiếng Anh. Mình đang có tính từ cộng thêm ly sẽ cộng cho một cái action verb trong tiếng Anh. Nó là Linh tính từ thêm ly mới diễn tả được cái hành động của Linh làm như thế nào thôi. Như vậy ở đây tính cách của tôi ảnh hưởng tiêu cực đến gọi là quyết định của tôi. Thì mình có cái từ trong tiếng Việt mình hay dịch là ảnh hưởng đến trong tiếng Anh. Ảnh hưởng đến trong tiếng Anh thì khi mà xài cái từ impact á, thì đừng có thêm cái từ đến mà là từ to vào. Hãy nhớ là trong cái từ impact nó đã có từ đến rồi. Như vậy tính cách của tôi ảnh hưởng tiêu cực đến sự quyết định của tôi thì lên rap như thế nào đây? Yes, my characteristics. Yes. I negatively impressed. Yes. My work. No, em sao thế? Tính cách của tôi ảnh hưởng tiêu cực đến sự quyết định của tôi. Sự quyết định là gì đây? Yes, decisions. Decision. Động từ thì mình sẽ đọc là nếu mà nó là một cái hành động quyết định thì mình sẽ đọc là ở đây mình sẽ đọc là decide cộng thêm âm d ở phía sau là như thế. Còn nếu mà muốn nói là sự quyết định hoặc là quyết định mà là danh từ ấy, quyết định mà là danh từ thì mặc định ở đây sẽ đọc là decision trong tiếng Anh. Như vậy âm C là âm danh, còn âm sai, âm I được gọi là âm động. Decide, decision trong tiếng Anh. Rồi như vậy ở đây khi quyết định của tôi ảnh hưởng tiêu cực đến công việc, tôi sẽ hối hận về quyết định của tôi, thì chị đang ngâm rap như thế nào ạ? Khi quyết định của tôi ảnh hưởng tiêu cực đến công việc, tôi sẽ hối hận về sự quyết định của tôi. When my decision negatively impact, I will regret to Nếu mà mình sử dụng từ regret mà cộng cho hành động nãy giờ mình học quá dễ rồi, mà regret mà cộng cho danh từ hối hận, mà hối hận cái gì thì đằng sau chữ hối hận về cái gì á, chỉ cần cộng trực tiếp với cái danh từ đó thôi. Như vậy mình mặc định hối hận về là một từ thôi, là regret, không có thêm để thêm chữ về là about vào. Như vậy ở đây khi quyết định ảnh hưởng tiêu cực đến công việc, tôi sẽ hối hận về sự quyết định của tôi. Thì ảnh hưởng tiêu cực là ảnh hưởng tiêu cực cái gì thì đang nhau, khi quyết định ảnh hưởng tiêu cực đến công việc ạ? A negatively impact the work. I will regret my decision. That's my decision. I will regret my decision. Rồi tiếp theo, mình có thể nói rằng là tôi là một người quyết đoán, cho nên tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của tôi. Thì mình nói như thế nào đây nhỉ? Tôi là một người quyết đoán, cho nên tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của tôi. I am a decisive person. Yes. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi. I won't change my decision. I won't change my decision. Em đã hạ nhẹ cái ý nghĩa của câu này. Em đang dùng cái từ won chỉ có nghĩa là sẽ không mà thôi. Còn mình nói là sẽ không bao giờ. Thì sẽ là will và không bao giờ thì mình sẽ dùng từ never trong tiếng Anh. Never có nghĩa là không bao giờ. Rồi mình đã gọi là nhường nhịn cái từ decisive, indecisive và bây giờ mình sẽ nối cho nó nhanh hơn.
Rồi ở đây mình có thể nói là tôi luôn luôn đưa ra quyết định trong công việc, cho nên tôi phải là một người quyết đoán. Thì chị đang dùng rap như thế nào? Chị đang dùng hãy nhớ sau can, could, should, must, will, would, động từ nguyên mẫu. Như vậy ở đây tôi luôn luôn đưa ra quyết định trong công việc, cho nên tôi phải là một người quyết đoán. Thì mình rap như thế nào? I always đưa ra quyết định trong công việc. Make a decision, yes, in the work. Yes. In the work. No, at work. At work. Yes. I must là một người quyết đoán. Cái từ là hồi nãy, hoặc là cái từ thì hồi nãy, thì chị đang dùng vào các bạn từ am, is, are. Và yes, ở đây nguyên mẫu của am, is, are, nguyên mẫu của am, is, are, thì mình chỉ có một từ trong tiếng Anh thôi là be, care. Do đó thì sau can, could, should, must, will, would động từ nguyên mẫu, thì tôi phải là một người quyết đoán, thì chị đáp như thế nào? I must be decisive person. Very good. I must be a decisive person. Để trở thành một người quyết đoán, tôi phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Thì ở đây Linh rap như thế nào Linh? Để trở thành một người quyết đoán, tôi phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Anh nhớ cái từ để mà diễn tả mục đích không? Hoặc là để mà diễn tả một cái action verb, mình sẽ có một cách dùng là to cộng cho cái action verb đó, đứng đầu câu, đứng ở đâu cũng được, không nó không bị khó. Như vậy để trở thành một người quyết đoán, tôi phải đưa ra quyết định nhanh. Thì Linh nói như thế nào đây? To become, yes, trở thành một người quyết đoán. A decisive person. Yes, tôi phải đưa ra quyết định nhanh. I must be make. Yeah. Instance, make a decision. Yeah, phải là cái chữ là khác, mà cái chữ đưa ra quyết định là khác. I must make a decision. Yeah. Như vậy ở đây là am, is, are, người ta mới dùng chữ be. Còn mà gọi là đưa ra quyết định, phải đưa ra quyết định là một cách nói bình thường, chỉ ráp hành động vào thôi. Như vậy, I must make a decision nhanh, được gọi là quickly. Không dùng quick được, vì mình đang dùng make, đó mình sẽ dùng được quickly. Rồi ở đây, tôi phải đưa ra quyết định nhanh và xem xét quyết định của tôi. Tôi phải đưa ra quyết định nhanh và xem xét kỹ lưỡng quyết định của tôi. Thì chị đang dùng rap như thế nào? Tôi phải đưa ra quyết định nhanh và xem xét quyết định của tôi.